Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì Như sẽ chia sẻ cho các bạn một cái sản phẩm đốt mỡ dành riêng cho chị em phụ nữ, đó là sản phẩm Active Woman Refine. Thì thật ra khi mà nói về cái sản phẩm này thì Như thật sự rất là thích, bởi vì nó, nếu mà nói về đốt mỡ, các bạn đều biết là chúng ta sẽ có hai dòng đốt mỡ, đó là dòng đốt mỡ sinh nhiệt và đốt mỡ tự nhiên. Thì đối với sản phẩm đốt mỡ sinh nhiệt thì thật sự không phải là ai cũng có thể phù hợp với dòng đốt mỡ này, bởi vì nó có thành phần caffeine. Nếu mà bạn nào bị nhiễm caffeine thì hầu như là sẽ không sử dụng được. Nhưng mà với các thành phần đốt mỡ tự nhiên, thường nó sẽ bao gồm COA và L-carnitin, là hai thành phần hỗ trợ đốt mỡ giúp chuyển hóa mỡ cứng đầu trong cơ thể thành năng lượng. Và khi các bạn kết hợp với quá trình vận động thì năng lượng này được giải phóng ra bên ngoài, giúp đốt mỡ một cách tự nhiên và rất là tốt và an toàn cho cơ thể. Thì cái sản phẩm Active Woman Refine này, đó là sự kết hợp của ba cái thành nhóm thành phần đốt mỡ tự nhiên rất là tốt, đó là nhóm COA nè, nhóm L-carnitin và cuối cùng là từ trà Zebamate. Thì trong cái trà này là được chứng minh là có hàm lượng vitamin B rất cao. Thì thực ra khi nói về vitamin B thì các bạn sẽ biết là vitamin B thường sẽ hỗ trợ rất là tốt cho quá trình giảm căng thẳng trong cơ thể nè, giảm căng thẳng, giảm mệt mỏi, và đặc biệt là nó giúp chuyển hóa tinh bột thành năng lượng và hỗ trợ đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, giúp đốt mỡ tự nhiên rất là tốt. Thì các bạn có thể thấy là trong một sản phẩm này nó được gọi là kết hợp của 3 trong 1, ba cái thành phần đốt mỡ rất là ưu việt thuộc nhóm đốt mỡ tự nhiên, đó là COA, L-carnitin và vitamin B. Thì nó thật sự rất là an toàn cho cái sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là chị em phụ nữ. Và ngoài ra thì cái nhóm COA và L-carnitin ngoài khả năng đốt mỡ ra, nó còn có khả năng là ngăn tế bào hấp thụ mỡ trở lại, có nghĩa là giúp cho chúng ta là duy trì được cái vóc dáng đẹp sau cái quá trình mà các bạn đã có được, đã giảm được lượng mỡ cơ thể mong muốn rồi. Các bạn vẫn có thể sử dụng duy trì bằng cách là giảm điều lượng xuống một nửa, hoặc là sử dụng một tháng cách một tháng để mình duy trì cái vóc dáng của mình, giảm cái việc mà cơ thể mình tích tụ mỡ trở lại trong quá trình mà mình ăn uống thực phẩm hàng ngày. Đó là lý do vì sao mà nếu mà xét về giá thành của sản phẩm này á, thì hầu như nó có thể là cao hơn gấp đôi so với các sản phẩm đốt mỡ thông thường. Tuy nhiên, nếu mà các bạn xem về các bạn thành phần dinh dưỡng, có nghĩa là nó có gộp lại tới 3 thành phần nhóm thành phần dinh dưỡng rất là tốt trong đốt mỡ, thì các bạn có thể thấy là với cái giá thành hiện tại của sản phẩm này, nó hoàn toàn là không hề đắt, mà nó thực sự rất là xứng đáng với lại cái giá trị mà các bạn nhận lại được. Thì cái sản phẩm đốt mỡ này thì ngoài cái bảng thành phần như vậy rồi, thì cái hàm lượng thì các bạn sẽ thấy là sản phẩm này nó có 60 viên, và các bạn sẽ sử dụng theo đúng liệu trình là một ngày mình sử dụng 2 viên, và cái quá trình sử dụng là 30 ngày là sử dụng được 1 tháng. Thì một ngày các bạn sử dụng 2 viên, 1 viên vào buổi sáng trước khi ăn 30 phút, và 1 viên vào buổi trưa trước bữa trưa cũng là 30 phút các bạn nha. Và các bạn lưu ý giúp Như là với tất cả các sản phẩm đốt mỡ, dù là từ tự nhiên hay là đốt mỡ sinh nhiệt, thì luôn luôn nhớ là chúng ta phải uống đủ 2-3 lít nước mỗi ngày để cho cái sản phẩm này nó có khả năng hoạt hóa tốt hơn. Và Như mong là những cái chia sẻ nãy giờ của Như về sản phẩm Active Woman Refine này sẽ giúp các bạn hiểu thêm về sản phẩm và giúp các bạn lựa chọn được một cái sản phẩm thật sự phù hợp cho sức khỏe của mình. Và đừng quên nhấn like và share cái video này của Như, đồng thời subscribe kênh YouTube của iFitness để Như có thêm nhiều động lực để tạo thêm những cái video thật sự có hay hơn, hấp dẫn hơn cho các bạn nhé. Tạm biệt các bạn.